Ở phía bên kia thì Rio và Nere đang tiến đến hướng của đấu trường của học viện Easton. Đột nhiên Nere cảm thấy không ổn vì mất khoảng một khoảng thời gian dài mới được lên hình lại. Còn chưa chắc đến nơi đã kịp thông báo cho mọi người biết về vụ Innocent Zero đang chuẩn bị tấn công. Nghe xong lời Nere nói thì ông nội Rio lại rút ra cái gương để vuốt vuốt chỉnh lại kiểu tóc đồ đó. Anh ta cũng chắc rằng trong cái lần lên sóng lại này thì mình đẹp trai số 2 không ai số 1. Nghe xong thì Nere cũng đếch hiểu luôn anh dai này. Có biến tới nơi gọi mà vẫn vuốt tóc sửa soạn để lên hình được mới hay nhưng mà Rio lại không cho rằng như thế bởi vì trải chốt là mới là then chốt để làm anh chủ tịch giả dạng thường dân được. Cộng thêm độ đẹp trai thì đến đấu trường mới có nhiều gái yêu, nghe xong thì Nere cũng chỉ biết cười bù trừ với độ hài hước của anh giai này. Bởi vì sắp đến nơi gọi nên Nere yêu cầu Rio bớt nói nhảm tập trung vào mà chiến đấu đê, sau đó thì cả hai cũng đã đến nơi. Nhưng khi vượt qua kết giới thì Nere lại bị ngưng động thời gian của Innocent Zero làm dừng lại, còn Rio thì vẫn bình thường nhưng anh ta lại không hiểu tại sao Nere bị đứng im bất động như vậy và rio cũng để ý mấy con chim trên bầu trời cũng dừng chuyển động và tất cả mọi vật xung quanh cũng vậy sau khi bước vào bên trong này từ những điều đó thì rio cũng đã suy đoán được là những người có sức mạnh cấp thấp đều sẽ bị ngưng động khi tiến vào đây rồi rio quyết định bay xuống phía đấu trường để thu thập thêm thông tin và anh cũng mong rằng đầu nấm sẽ không bị sao sau đó anh ta cũng thấy kando và otter ở phía dưới đấu trường đã hạ gục lũ quái vật thấy vậy thì rio cũng đáp xuống dưới chỗ của cả hai anh ta cảm thấy cả hai người họ đúng là không hổ danh là thánh nhân bởi vì lũ quái vật thấp cổ bé họng này chỉ là tuổi tôm khi so với họ nhưng mà Kando lại không cho rằng thế bởi vì nguyên lũ quái vật này được hạ gục cũng nhờ thêm công của hai người phía kia đó cũng chính là Dot và Lance cũng được coi là nhân tài tại ngôi trường này tiếp theo đó là chính là Margaret cậu ta cũng góp sức cho cuộc trình diễn này trong một thời gian dài nghe xong thì Rio cũng không ngờ tới là mọi chuyện có thể làm dễ dàng như vậy mà không có mình sau đó thì anh ta liền hỏi đến tung tích của đầu nấm Nghe xong thì Kando liền nói rằng thằng khứa đó là men đương nhiên là khum sao gọi. Nó còn đang có tâm trạng ngồi uống trà đàm đạo nhâm nhi bánh su kem ở phía bên kia kia ní. Khỏi phải lo đê nói chung là miễn bàn. Với sức mạnh như hách thì cậu ta đã hạ gục được dễ dàng một tên đầu sỏ của Innocent Zero. Nhìn mặt khứa nì hơi đần xíu hôi chứ ngon nhào vô mà hút nó dùng vài đòn vật lý là bay màu luôn đó ní. Sau đó thì Rio cũng hỏi luôn về tình hình của thầy hiệu trưởng và Kando đang chắc rằng hiệu trưởng đang muốn ngăn cản học sinh tham gia vào cuộc chiến với Innocent Zero nên ông ta đã dùng ma thuật dịch chuyển đưa Innocent Zero sang một chỗ khác. Họ cũng không biết ông ta hiện tại đang ở đâu, thấy vậy thì đầu nấm liền xung phong đi tìm gua bốc. Thấy đầu nấm có lòng thì Otter cũng có ý, nhưng mà ý ở đây là ý kiến bởi vì anh ta cũng không biết đầu nấm sẽ tìm kiếm cách nào. Nghe xong thì đầu nấm lại chắc ăn với cái thằng Mike nằm ở cái bắp phải của mình. Và mát sẽ chắc rằng nếu tìm được thì cậu sẽ dùng nắm đấm của mình để giải quyết. Nói xong thì ngay lập tức đầu nấm quay đầu rời đi, thấy vậy thì Kando và Rio cũng muốn xem thử đầu nấm sẽ thể hiện ra những gì. Nhưng điều đó thì Otter chỉ cảm thấy ngớ ngẩn bởi vì kẻ không có ma thuật thì làm sao có thể dễ dàng tìm được Warbog. Thay vì vậy thì Otter đưa ra ý kiến là sẽ thẩm vấn Cell War về bản chất thật sự của Innocent Zero từ hắn. Nói xong thì Otter đi tới phía của Cell War, anh ta chắc rằng nếu hắn khai hết toàn bộ thì hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Sau đó thì Otter cũng dùng các tấn công về phía Cell War nhưng lại bị một rào chắn ma thuật cản lại đòn tấn công. Điều này cũng làm cho Otter Kando và Rio cảm thấy ngạc nhiên vì hắn ta được bảo vệ bởi một cái rào chắn. Đột nhiên thì nó đưa Cell War biến mất trong tích tắc. Thấy vậy thì Margaret cũng tiến tới và chắc rằng bọn chúng vẫn còn nhiều tên ở quanh đây và Otter cũng cảm thấy vậy. Thế nên Otter quyết định rời đi kiểm tra xung quanh đấu trường. Rio cũng cảm thấy không thể hành động bởi vì nếu chúng ta rời khỏi đây thì tất cả mọi người bị ngưng động sẽ gặp nguy hiểm. Còn Kando cũng cảm thấy vậy nên họ quyết định ở lại đây cùng với Lance và Dot. Quay trở lại trận chiến của Warbuck và Innocent Zero thì hắn ta cảm thấy thầy hiệu trưởng đã quá coi trọng vị trí và trách nhiệm của mình, nếu có thể thì hãy lựa chọn giống hắn để có thể đạt được lợi ích cho bản thân. Ở phía dưới thì Rio cảm nhận được những người có chức vụ cao thường thì trách nhiệm rất nặng nề, nếu Gobok là một người yếu đuối thì anh ta chắc rằng bản thân mình sẽ đến đó giúp ông ta bằng được. Ở sâu bên trong khu rừng thì đầu nấm đang tăng tốc để tìm kiếm Gobok. Ở phía bên trên thì Innocent Zero không ngờ tới là thằng đệ của mình bốc hơi dễ dàng như vậy và cũng lâu chưa được thấy sức mạnh này trong nhiều thập kỷ. Nghe xong WoBok cũng chắc rằng lần tới sẽ là Innocent Zero bốc hơi và ông ta cũng nhớ lại lời nói của sư phụ mình về chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Phần còn lại của Innocent Zero thì WoBok sẽ lo hết, sau đó thì WoBok sử dụng chiêu xóa bỏ chính không gian của Innocent Zero để giải phép. Ngay lập tức thì hiệu trưởng tấn công hắn ta nhưng với tốc độ nhanh chóng thì Innocent Zero đã dịch chuyển ra phía sau của WoBok. Lúc này ông ta cũng không hiểu hắn ở đó lúc nào chẳng nhẽ hắn đã ra tốc thời gian. Sau đó thì Innocent Zero sử dụng chiêu khóa người WoBok lại. Tiếp theo là hắn ta muốn xin thêm nhẹ cái chân, điều này làm cho hiệu trưởng không hiểu từ lúc nào mà hắn đã canh me sơ hở để ra đòn tấn công vậy. Chưa kể tới là cái tốc độ thi triển ma thuật thời gian của hắn ta cũng nhanh chóng tới mức nực cười. Từ lúc nào mà hắn ta đã đạt được sức mạnh tới cảnh giới kinh khủng như này. Không còn cách nào khác nên Warbuck quyết định dùng hết sức mình để phá vỡ cả cái không gian này. Nhưng lúc này thì vẫn chưa đủ nên hiệu trưởng quyết cắt cái không gian này sâu hơn nữa để cho hắn ta kẹt trong sự gián đoạn không thời gian. Nhưng tất cả sức lực cố gắng của Warbuck vẫn không thể phá vỡ được nó. Thấy vậy Innocent Zero liền cho rằng ông ta cần nhiều hơn thế để hạ gục được mình. Ngay lập tức thì Warbuck đã bị Innocent Zero tấn công cắt đứt ngay nửa người. Bây giờ thì cố quá cũng chỉ là quá cố mà thôi. Giờ đây thì sức mạnh giữa cả hai là sự chênh lệch khá lớn. Và Warbuck cũng đã chẳng là cái đinh gì gì đối với hắn cả. Bây giờ thì Innocent Zero chẳng ngần ngại gì để hy sinh bất cứ ai hết. Nhằm mục đích phục vụ cho chính tham vọng của tao, nhưng mà ngươi thì lại khác. Bởi vì lúc nào cũng chăm chăm lo cho những kẻ xung quanh mình mà chẳng mang đến lợi ích cá nhân của chính ngươi thế nên những kẻ không có cái tôi và không biết vì tư lợi bản thân trước mắt đều sẽ mãi yếu đuối thôi lão già Warbog. chính vì những sự quan tâm của ông dành cho bọn chúng mà đã giết chính bản thân mình đó đúng là thật quá tệ hại đi mà nghe những lời từ innocent zero thì Warbog nhớ lại lúc còn nhỏ ông suy nghĩ rằng liệu cuộc đời của mỗi người có thực sự là chỉ dành cho mỗi người đó không ông ta vốn được sinh ra với một thể trạng yếu đuối và học lực thì trung bình đã thế còn nhút nhát cũng chẳng có chỗ nào để dành cho ông ta ở trong trường học vậy nên ông đã quyết định tự thu mình lại Chính vì sự thiếu tự tin vào bản thân đó nên đã khiến ông ta vô cùng sợ hãi. Và bản thân cũng không muốn bị chối bỏ bởi bất cứ ai. Vậy nên để tránh điều đó xảy ra thì ông đã chối bỏ tất cả họ trước và bắt đầu nhìn thế giới với đầy sự bi quan. Cũng xem nó như một nơi nhạt nhòa buồn chán. Và cho tới khi ông ta gặp được sư phụ hãm của mình, ông ta nói về loài cáp ba ra có thể chạy tới 50 km trên giờ tới trường Deku. Rồi lúc nào lão cũng xông vào phòng gua bốc như nhà của mình và lại nhảy mấy thứ ông ta tự biên tập về thế giới động vật như cá heo bị chết đuối lúc ngủ. Nghe nói là lợn không nhìn lên trời ngắm sao được đó thì hãy đi học đi. Cũng bao lần Guo Bốc đã đuổi lão ta đi nhưng lão vẫn bất chấp tới đây mặc dù kể cả thời tiết khó khăn hay bất chấp cả thái độ của Guo Lão cũng cố làm thân từ tháng này qua tháng khác. Suốt ngày này qua ngày khác, tới một ngày thì Guo Bốc cũng đã chịu hết nổi nên ông hỏi thẳng Adam bị dở hơi hay sao mà cứ cố tìm đến đây. Nhưng mà ông ta lại nói là bản thân không để Guo Bốc thui thủi một mình như này được nên mới quyết làm như thế nhưng tất cả những điều ông ta làm đã lay động tới trái tim của Wobok và đưa cậu ra khỏi lớp bong bóng của chính mình. Cũng bởi vì lời nói và hành động của Adam. Quay trở lại thì Wobok cho rằng cứ giữ nguyên cái lối sống vị kỷ đó nếu nó là điều thực sự mà Innocent Zero muốn. Nhưng mà để ông ta sẽ được đứng ở đây thì cũng là nhờ có lòng tốt của những người khác. Đây cũng là lý do tại sao mà ông ta không bao giờ bỏ mặc những người yếu hơn mình hết. Cho dù có đổi bằng tính mạng này thì Wobok quyết tâm đánh bại Innocent Zero sau đó thì ông ta sử dụng ma thuật nguyên bản và trong số các pháp sư ba vạch thì hiếm ai có thể đạt tới cảnh giới sức mạnh nó. Ngay lập tức thì thầy hiệu trưởng và cả Innocent Zero đã bị dịch chuyển sang không gian thứ ba đó chính là Ural Inclination. Hiện tại thì Innocent Zero lại cho rằng ma thuật cấp 3 của Warbox chính là thứ được giải phóng sức mạnh ẩn chứa bên trong cây đũa phép. Còn một điều nữa khiến hắn buộc phải công nhận thêm đó chính là sức mạnh của hiệu trưởng vẫn không bị mai một theo tuổi tác. Nghe xong điều này thì Warbox cũng chắc rằng Innocent Zero cũng biết rõ rằng ma thuật Uramus là vị thần của bầu trời. Nó sẽ xóa sạch mọi thứ tồn tại trong không gian này là hoàn toàn bất khả kháng, bởi vì là hiệu trưởng của ngôi trường phép thuật nên không có gì là ông ta không dám làm. Vậy nên Warbox quyết định xóa sổ tất cả ở đây. Ngay lập tức thì thấy hiệu trưởng đã sử dụng luôn ma thuật xóa sổ của mình, thấy vậy thì Innocent Zero cũng không chịu đứng yên mà chờ chết. Hắn ta sử dụng ngưng động thời gian làm cho tất cả đứng im tại chỗ bởi vì sức mạnh của Innocent Zero là không có gì có thể di chuyển được khi hắn ta làm ngưng động tất cả mọi thứ bằng thời gian. Bởi vì làm đếch gì mà hắn ta có thể đứng im chờ chết mà chịu trận theo lão lôi xuống cửu huyền mô, thế lên Innocent Zero liền ra chiêu tấn công về hướng Warbox. Cứ tưởng là hắn ta đã ngăn chặn được mọi thứ rồi nhưng hiện tại thì ma thuật của Warbox vẫn còn tiếp tục hoạt động. Điều này làm cho Innocent Zero đếch hiểu tại sao mà lão ta vẫn có thể niệm phép khi đang chịu vết thương chí mạng như vậy. Để giải thích chuyện này thì Warbog nói rằng ma thuật của ông ta đã giải phóng sức mạnh của thần bên trong đũa phép và miễn là ông ta đổ đủ ma lực vào trong nó. Cho dù kẻ sở hữu có chết đi thì chiếc đũa phép vẫn sẽ tự mình hoàn thành ma thuật của nó thay thế chủ nhân. Và hiệu trưởng cũng đã dồn hết chút sức mạnh còn lại của mình vào bên trong chiếc đũa phép. Bởi vì ông ta quyết sẽ đánh đổi chính cái mạng già của mình để chắc chắn tiễn Innocent Zero vĩnh viễn về với hư không. Nghe xong thì Innocent Zero cũng chỉ biết rén ngang vì sự ngu ngốc của ông hiệu trưởng hắn cũng không ngờ tới ông ta lại sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình như vậy. bây giờ thì hắn ta cũng chắc rằng một điều là hiệu trưởng đã cố ý nhắm tới mình từ lâu và cũng đã chuẩn bị mọi thứ như vậy rồi. mặc dù là đã sẵn sàng để chết nhưng wobok vẫn còn chưa hoàn thành được vai trò của mình. bởi vì thế giới này làm tổn thương đầu nấm bao nhiêu thì cậu ta vẫn cố trở nên tốt đẹp hơn khi tồn tại. thế giới này cũng sẽ trở thành nơi mà ta tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận được yếu điểm của chính mình. đó cũng chính là lý do mà wobok nhất định phải cứu tất cả mọi thứ từ những linh hồn tội nghiệp yếu ớt đó cũng bởi vì chúng giống như bản thân của ông ta từ rất lâu về trước. vì vậy nên hiệu trưởng sẽ phải hy sinh để mở lối cho các học trò của mình tiến lên phía trước, giống như cách mà Adam đã từng làm cho Wobok. cứ tưởng là ma thuật của hiệu trưởng sẽ được kích hoạt nhưng bây giờ thì nó đã không thể kích hoạt được và Innocent Zero vẫn còn sống, bởi vì hắn ta đã kịp sử dụng đảo ngược thời gian nên mọi ma pháp của hiệu trưởng cũng không thể hoạt động được. ngay lập tức thì hắn ta tới phía thầy hiệu trưởng. Innocent Zero cho rằng sức mạnh của ông cũng mạnh nhưng rồi vẫn bị ta ao chỉnh mà thôi bởi vì ta sống vì lợi ích của chính ta, vậy nên lão sẽ không bao giờ mà có thể vượt qua nổi sức mạnh của ta đâu. Lúc này thì Guo Bốc lại cảm thấy số phận của bản thân mình quả thật là nghiệt ngã. Lý tưởng của ông ta và sư phụ của mình đều lụi tàn trước khi chúng được hiện thực. Phải chăng thế giới mà ông ta cố tạo dựng lại quá mong manh, tới mức mà một kẻ thỉnh cận như hắn lại có thể dễ dàng làm được điều mình muốn, cuối cùng thì mình gọi nhau là gì nên là vĩnh biệt Guo Bốc. Sau khi Innocent Zero vừa dứt lời thì ngay lập tức thanh niên đầu nấm từ đâu chui ra làm luôn một cú phi long cước ngay thẳng mặt thấy được điều này thì woebok cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tại sao cậu lại đến đây nhưng mát lại nói rằng trong kỳ thi tuyển sinh ông đã cậu câu nếu có một người mạnh hơn mình thì cậu sẽ làm gì và câu trả lời của đầu nấm vẫn chỉ có một là cậu sẽ nhét hành vào mùng của thằng khứa đó mà đích sợ bố con thằng nào